Xin chào tất cả anh em, Táo Bóng TV đã quay trở lại với anh em rồi đây. Màn soi kèo tiếp theo của ngày hôm nay là trận đấu giữa Curitiba và Santos trong khuôn khổ vòng đấu thứ 10 của giải vô địch quốc gia Brazil Serie A diễn ra vào lúc 2 giờ Chủ nhật ngày 11 tháng 6 trên sân vận động Major Antonio Couto Pereira. Giải đấu số 1 của Brazil dường như là hơi quá sức với đội bóng mới lên hạng như Curitiba. Họ chưa có được chiến thắng nào và chỉ giành được 3 trận hòa sau 9 vòng đấu đầu tiên của mùa giải. Cụ thể, đội bóng này chỉ giành 3 điểm, kèm nhóm an toàn 5 điểm. Những con số cho thấy đội chủ nhà đang ngợp như thế nào. Đoàn quân của huấn luyện viên Tony Oliveira đã thua 3 trong 5 trận đấu gần nhất, cùng với đó là 2 trận hòa. Đội bóng có biệt danh Cosa mới chỉ ghi được 8 bàn tại mùa giải năm nay, nhưng đã để lọt lưới tới 20 bàn. Đóng góp lớn nhất vào lối chơi của đội bóng này chắc chắn là lão tướng Robson với 3 lần lập công. Ấn tượng không kém chính là cái tên Alaf Manga đã có 1 bàn thắng và 2 đường truyền thành bàn cho câu lạc bộ chủ quản. Thế nhưng, như thế vẫn là chưa đủ để đội bóng này thoát khỏi đáy bảng xếp hạng. Nhìn sang phía bên kia, Santos đang có một mùa giải tốt nếu so với chính họ tại mùa giải trước, khi tạm thời đứng ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này đã có được 3 chiến thắng, 3 trận hòa và 3 trận thua sau 9 trận đã đấu. Phong độ gần đây của thầy trò huấn luyện viên Odair Helman là tương đối tốt với tầm vóc của một đội bóng tầm trung khi chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 trận gần nhất. Tuy vậy, với việc hàng công kém duyên của họ mới chỉ có 9 lần nổ súng để có được vị trí hiện tại là nhờ vào hàng thủ thi đấu kỷ luật và chắc chắn mà huấn luyện viên người Brazil xây dựng. Cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất bên phía câu lạc bộ áo sọc đen trắng là Steven Mendoza với 2 bàn thắng và 2 đường truyền thành bàn. Xếp ngay phía sau chính là bộ đôi tiền đạo Angelo Borges và David Washington với cùng 2 lần lập công. Trận đấu được đánh giá là hòa kèo, anh em hãy tự tin đặt tiền vào Santos với lực lượng nhân sự và phong độ nhỉnh hơn. Đối với kèo tài xỉu, nhà cái đưa ra tỷ lệ là 2.25. Đi xỉu sẽ là quyết định hợp lý khi cả hai đội đều sở hữu hàng công kém duyên ở giai đoạn đầu của mùa giải này. Trên đây là một số nhận định của chúng tôi, còn quyết định là của anh em. Chúc cho anh em sẽ có một lựa chọn thật sáng suốt khi đặt cược vào 2 trận đấu này. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh của Táo Bóng Đá TV để cập nhật sớm nhất các kèo hay, hấp dẫn cả ở trong và ngoài nước nhé. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.